anh em là có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Fireball, nạp các bác trong store, tẩy thuê, tẩy khó, leo rent, hãy liên hệ Zalo mình 0946 782 982. Cảm ơn em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Tiếp tục anh em, hôm nay tiếp tục lại mở bát tiếp. Hôm nay mặc áo đỏ Manchester United nha anh em. À, để xem có đỏ không. Mấy bữa nay thì cũng hơi không được đỏ lắm anh em. Nhưng mà không sao anh em, hôm nay cố gắng đỏ cho anh em. Đấy, ok anh em. Ok anh em, hôm nay là một bạn đã nhờ mình gọi là mở bát coi có hên đi không. Thì mình sẽ tiếp tục là mở cái bát gọi là 2500 MVP. Đây, sẽ được 6 lần tiếp tục anh em. Mình rất là khoái bát này, mở rất là nhiều anh em. Rất là nhiều anh em, đấy. Ok anh em, thì bây giờ phát đầu tiên thì xem nó hên không. Đây, 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 đấy. Vô anh em, vô anh em, vô anh em. Tiếp tục. Đấy, vô, 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 vô. Đấy, mới vô phát thì có thủ anh em. Đấy, top S, top S, top S. Phải chờ top S, phải chờ anh em. Chờ bonus nữa, chứ con này thì cao lắm, 112 thôi. Sao đứng im ta, đứng im rồi. Đứng im anh em, đứng im rồi. Chờ chút. Ấy hơi lắc chút. Ấy người ý này, người ý. CM người ý hả? Đây tôi lần. À ba đâu ra 110 anh em, ba đâu ra 110. Mới mở hàng 110 anh em cũng tạm tạm được. Đây có bonus không? Đúng rồi, bonus 110 và Vader anh em, bán Vader 2 con 110. Mới vô như vậy là hên rồi anh em. Là hên rồi nãy vậy vậy. Này đỏ. Đấy, được hai con cộng lại được có 48 em, 49 em thôi. Ok. Tiếp tục khóa thứ hai anh em. Mới vô thấy là mở hàng này ngon ngon rồi. Đây trời ơi. Tí 107 anh em. Tiếp tục nha. Đây. Trời ơi. 106 nữa rồi. Phát đầu tiên thấy ngon ngon rồi, phát thứ hai thứ ba này kỳ của ta. Trời ơi. 108 con chó nó con này nó đá mình dữ ta. Thấy ra hoài luôn em. Đá luôn. Tiếp tục. Trời ơi. Quá đen này em, quá đen. Trời ơi, con 106. Phát thứ 6 này, phát thứ 6 là phát cuối cùng trong cái phát đầu tiên. Đây. Trời ơi. Mở hàng được 2 con 110, quá ngon luôn rồi. Mấy cái sầu dở quá ta. Tiếp tục làm liên tiếp hai cái phát thứ hai anh em. Phát thứ hai ha. Xem như nào. Đây vô. Đây. Trời ơi. 106 nữa. Trời ơi, phát thứ hai. Vô. Trời ơi. Ai da. Rồi ca anh em ơi. Tiếp tục thôi. Trời ơi. Qua đèn rồi. 107. Đây. Trời ơi. Sao giờ này cái bắt này nó ra đèn dữ ta. Hôm bữa mình nhớ mở bốn đúng được con 114 nè. 114 nè. Sao mấy mét này mình là sau này mình dở mở không ra. Ấy, trời ơi, không. Ấy, đấy, tổng hết. Phần Lan, Ba Lan, tới ST hả? SCU này, Lewandowski 112. Lewandowski nè, 112. Wow. Lần này cũng được nè, cũng được, 112 này được rồi. Đây, được rồi. Được rồi. Bonus không? Ấy, bonus thêm con Arsenal nữa. À, Banje nữa nè em. Cũng được. Bonus 112 nữa, 112 bonus 119. Được. Bắt đầu hên rồi. Ấy, được rồi anh em, được rồi đấy. Cứ là 112 này có cơ hội cầu thủ ngon. Ấy, trời ơi. Cũng tạm đây nè em. Ấy, lại con Banje nữa. Trời ơi, Banje này ngoài ta. Ấy, ok anh em. Tiếp tục phá thứ ba. Đấy, đang hên. Trời ơi. Đấy, 116. Đấy, tiếp tục. Đáng kiếm còn 114 mới được đi. Trời ơi, giờ. Được 112 liền Lewandowski à. Đây. Trời ơi. Đấy, 107 là phong. Còi đây. Trời ơi. Mình phải than lên em, phải than lên thì nó mới hệt. Ấy giờ không ra con gì nè, ngon lành hết. Ráng lên con ngon cho anh em coi. Đấy, ta đền con phát cuối cùng anh em ơi trong lần này. Đấy, 109 nước, trời ơi. Phát nữa. Trời ơi. Wow, đen rồi. Đấy, 108 anh em. Trời ơi, bây giờ làm phát đó anh em. Phát đó là phát thứ tư nè, phát thứ tư trong cái lần này. Xem như nào đây. Đáng kiếm con 114 được rồi. Sao nó đen nhất ta. Mới 112 là cao nhất rồi. Không được con nào ngon lành nữa ta.
Trời ơi. Ồn trầm được 6 nữa. Đây nữa nè. Đấy, cầu thủ đang cầu em. Đấy, hai cánh thôi. Cầu hội nha. Tây Ban Nha. ST. Real Madrid. Có gì đấy? Trời ơi, Molin tép cho 11. Trời làm anh cân đi ngầm đúng gì. Ơi cho 11 anh em ơi, Molin tép trời, bọn nó thêm con 16, được có 31 em mà thua con Lewandowski anh em, thua con Lewandowski nữa. Trời ơi, cũng có, còn hơn không. Chứ nãy giờ đen quá, tiếp tục. Đây. Ấy cái gì nữa em? Ê, tôi bet 112 đi. Bảy. ST. Rồi, con này Openda nào. Openda 110. Bây giờ mình chờ bonus thôi. Còn gì không? Trời ơi, con này không bonus anh em ơi, không bonus rồi. Wow. Phát nữa lên nữa nè, để tiếp tục. Như đây. Trời ơi, nãy giờ đi tiếp đây cầu thủ này ngon quá rồi, không có được. Trời ơi, 107 anh em ơi. Phát cuối cùng trong lần này. Trời ơi, không được rồi anh em ơi. 106 rồi. Được mỗi con ấy. Mỗi con gì ta? Đấy là gì ta? À, con 111 Bolin Test. Thôi đem làm kiếm gì đó mà mở cho nó hên lại coi. Cho nó làm bùa làm phép anh em, làm bùa làm phép lại coi. Đây, chốt pha Titan này. Hay là làm phát chốt pha Titan cho nó hên đi. Đây, làm phát trong chốt pha Titan thì coi như nào. Đổi không tỷ, anh em. Trời ơi, được 1 triệu 2 à. 1 triệu 2 anh em ơi. Ok anh em, quay lại Vesuta. Đấy, 2.500 tiếp. Bây giờ mình sẽ làm một phát nữa nha. Phát tới đi. Đấy. Đây, vô. Trời ơi, không được em ơi, không được rồi. Trời ơi. Đấy. Trời ơi. Wow. Hôm nay hơi đen rồi, được mỗi con 112 đi, Ganoski thấy con ngon rồi. Trời ơi, không được rồi. Đây rồi. Tiếp anh em, tiếp. Trời ơi, không được rồi. Sắp hết rồi anh em ơi. Em phải xấu rồi. Tiếp. Trời ơi, không được rồi. Lại 109 nữa, lại Barcelona nữa. Này Barcelona là khá nhiều anh em. Barcelona khá nhiều mặc áo Twitter mà Barcelona không à. Trời, xong rồi. Ồ, Barcelona giờ này mà bóc đen quá anh em ơi. Trời ơi, đen quá thôi. Còn ngàn FPV để lại anh em ơi. Đen quá anh em ơi. Thì ok anh em, mình tổng kết hôm nay được cái gì. Trời ơi, sao đen dữ người ta. Đây. Rồi con Lewandowski nè, 112 nè, Morinthet 111 nè. Mấy con 110, 119 anh em. Trời ơi, con Banje nó là 32 con nè. Con Ude là 2 con luôn. Quá đen. Thì ok anh em, hôm nay mở ớt vui tiếp tục cho anh em. Thì cũng hơi đen, tiếp tục hơi đen rồi. Thì ok thôi, bây giờ mình đọc những câu hỏi của anh em đi. Để lấy vế tiếp tục, lấy may mắn lại anh em. Đó, thì ok anh em, bây giờ là câu hỏi của anh em ha. Ok anh em, bây giờ mình sẽ vô những câu hỏi bình luận của anh em ha. Hôm nay em mở bắt Resto Star 1250 Gen đọc thần chú AA độ em ra luôn 90 em coi. Và này hôm nay có chiêu mới em, đọc thần chú là 90 em coi, cũng may mắn em, thật là may mắn em, cũng may mắn. Ok anh em, tiếp theo. Hôm nay tự nhiên ý kiếm clip FIFA 21 của anh để xem, thấy game xưa hay quá. À nói chung thì là hoài niệm cũ anh em. À, những clip xưa của mình thì có một số anh em vẫn coi lại và nhớ lại hồi xưa chơi rất là hay hơn bây giờ. Ok anh em. Em mới gõ gói 1250 gen ra Ronaldo 114 hơn 600 em, quá hên anh ơi. Chúc anh và gia đình mạnh khỏe. Lại một bạn may mắn nữa anh em. Đấy, xem clip mình đi anh em, xem clip mình đi. Đó. Tiếp tục anh em. Anh ra clip kỷ niệm đội hình cuối mùa đi anh. Mọi người đang hóng đó, mong được lên TV. À bạn ở dưới này cũng mình đọc y chang không? Anh ơi, cuối mùa rồi, anh làm video kỷ niệm về đội hình đi anh. Em chúc anh thật nhiều sức khỏe. Đó, ok anh em. Khi nào mà gần cuối cái mùa á thì mình hay làm cái clip kỷ niệm á. Thì anh em cứ inbox Zalo mình gửi đội hình ha. Nhưng mà gần cuối nha anh em, chứ bây giờ thì vẫn còn sự kiện anh em ơi. Vẫn còn một sự kiện nữa để cho anh em chơi. Nên anh em cứ chơi hết sự kiện, gần hết sự kiện đi. Rồi mình sẽ đầu tổng hợp cái hình ảnh anh em, làm một clip kỷ niệm cho anh em. Đó, anh em cứ yên tâm. Tiếp tục. Em thấy reset cũng bình thường để có nhiều cái trải nghiệm. Đấy, bạn này vẫn lạc quan em, vẫn lạc quan. Dù reset thì vẫn bình thường, vẫn có nhiều cái trải nghiệm anh em. Anh em cứ yên tâm, có quà đền bù cho anh em nữa mà anh em yên tâm. Tiếp tục. Nâng keyboard nó mới lên over đội hình mà anh
chứ nâng nguyên đội hình lên 25 cũng không lên được over. Bạn này chắc cũng ngỡ chơi nè. Keyboard lên đội hình đúng. Over cầu thủ càng cao cũng nâng đội hình lên em, cũng nâng đội hình được nữa anh em hãy nghe anh em chơi lâu anh em biết ha. Vấn đề là nó uptrend thì cũng lên đội hình luôn, nhưng mà nó full cho anh em chỉ có là 25, có nghĩa là 5 over thôi. Đó. Còn anh em lấy over cầu thủ càng cao cũng lên được anh em, cũng lên được range nha anh em, cũng lên được over đó nha em. Cái này là bạn này chắc là mới chơi rồi nên biết. Chứ keyboard lên bình thường anh em, keyboard nâng càng nhiều thì ok, đều hết lên thì lên hay thôi. Đó. Thì ok anh em, đây là hai câu hỏi cuối cùng trong cái clip này. Thì anh em thấy cái clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Và là chưa đăng ký những kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.